Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Có rất nhiều thần tượng diễn viên Hàn Quốc đã từng sang Việt Nam để ghi hình cũng như chọn đây là nơi du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng. Điều đáng nói khi đến đây, họ cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp với fan Việt khi có những khoảnh khắc vô cùng hài hước. Lee Jung Gi là cái tên đang chiếm spotlight khi có chuyến công tác tại Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, Lee Jung Gi cập nhật loạt ảnh mới và check-in địa điểm là một khách sạn có tiếng tại Hội An. Nam diễn viên một lần nữa gây ấn tượng với vẻ điển trai không góc chết và sự trẻ trung năng động ở tuổi 40 loạt hình ảnh và video nam tài tử Hàn Quốc Lee Jung Gi tại Đà Nẵng, Hội An gây sốt mạng xã hội. Trên Instagram cá nhân, Lee Jung Gi thường xuyên cập nhật hành trình sang Việt Nam và thể hiện sự thích thú đối với phong cảnh tuyệt đẹp ở đất nước hình chữ S. Anh viết, rất vui được đến Việt Nam, ánh trăng từ Việt Nam tuyệt đẹp. Mới đây, tài tử 40 tuổi đăng video đạp xe trong một khu nghỉ dưỡng gần bãi biển Hà My. Anh còn khoe loạt ảnh ngắm biển, tận hưởng ẩm thực địa phương. Trong một hình ảnh khác, sau phim Người tình ánh trăng còn khiến khán giả bật cười khi diện quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt và đi dép tông dạo trên phố cổ Hội An. Loạt hình Lee Jung Gi ở Hội An thu hút hàng nghìn bình luận trên trang cá nhân. Nhiều khán giả Việt Nam khen tài tử trẻ trung, năng động ở tuổi 40 và gợi ý anh tới các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam. Được biết, Lee Jung Gi tới Đà Nẵng hôm 12 tháng 6 công tác kết hợp nghỉ dưỡng. Những ngày qua, nhiều fan bắt gặp tài tử dạo chơi phố cổ Hội An, ngồi thuyền trên sông Hoài, được ekip trang điểm để chụp hình với hoa sen. Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền khoảnh khắc cực hài hước khi nam diễn viên 8X ngồi cúng núng trên chiếc thuyền. Nhìn hình ảnh này, khó ai nhận ra được đây chính là tứ hoàng tử iPhone trong Người tình ánh trăng của năm nào. Có vẻ như vì lần đầu được trải nghiệm cảm giác di chuyển bằng thuyền mà nam tài tử có biểu cảm và dáng ngồi thú vị như thế này. Ngồi trên thuyền ở phố cổ Hội An, anh mỉm cười và vẫy tay chào fan. Nhiều người hâm mộ khẳng định Lee Jung Gi ngoài đời rất vui vẻ và thân thiện. Kể từ khi có mặt tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 6, Lee Jung Gi không ngừng chia sẻ về hành trình tham quan của mình lên mạng xã hội. Sau phim Hoa của Quỷ liên tục bày tỏ niềm thích thú với Việt Nam khi thường viết Việt Nam xinh đẹp, Việt Nam tuyệt vời trong những dòng trạng thái về chuyến đi. Sinh năm 1982, Lee Jung Gi là tài tử Hàn Quốc rất được yêu thích. Anh không còn là gương mặt xa lạ đối với những mẫu phim Hàn Quốc nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Lee Jung Gi được nhiều người biết đến hơn qua tác phẩm Người tình ánh trăng đóng cặp cùng Lee Jung. Một số bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của nam tài tử như Nhà vua và Chàng hề, Hành vi phạm tội, Luật sư vô pháp. Sao Hàng trong mắt công chúng vẫn luôn gắn liền với hình ảnh ăn vận sang chảnh thời thượng. Sợi trích đen của các sao nam, sao nữ Hàn Quốc trên chính quê hương lúc nào cũng đẹp đẽ, chỉnh chu đến độ quá kỹ càng. Tuy nhiên, khi đặt chân sang Việt Nam du lịch, khu thời trang của các nghệ sĩ xứ Kim Chi lại có sự đối lập lạ kỳ. Đối lập như thế nào, thay đổi lớn ra sao so với quê hương xứ Hàn, mời các bạn cùng thẩm định qua loạt ảnh dưới đây. Bỏ đi vẻ ngoài hào nhoáng ăn vận cầu kỳ nơi quê hương, các sao nam khi sang Hàn Quốc chọn cách trang phục thoải mái, dân giả cực kỳ gần gũi có thể bắt gặp ở hầu hết phái nam Việt Nam. Khác với các sao nữ, loạt sao nam xứ Hàn sang Việt Nam còn nhập gia tùy tục bằng cách lăn xê dép xỏ ngón cực kỳ nhiệt tình nha. Những ngày vừa qua, mạng xã hội bỗng rơm rã hẳn lên nhờ loạt ảnh Lee Jung Gi đi nghỉ tại Đà Nẵng. Bước ra ngoài resort nghỉ dưỡng, nam diễn viên ngay lập tức hòa nhập với không khí xung quanh, diện áo sơ mi kẻ, quần cạp rễ cùng đôi dép xỏ ngón rất ra dáng con rể Việt Nam theo lời netizen. Tuy nhiên, xét về độ nhập gia tùy tục thì Lee Jung Gi vẫn không thể nào so sánh được với Sehun, Winner. Loạt ảnh chàng idol trong chuyến đi nghỉ Đà Nẵng dù vài năm đã qua đến giờ vẫn liên tục được đào lại bởi lối ăn vận sau mà gần gũi dân giả đến không ngờ. Quần đùi vải, áo phông trắng cùng dép lê quai ngang và đặc biệt là mái đầu cua, combo 4 yếu tố có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Từng bí mật đến Việt Nam du lịch và mới gần đây anh chàng lại cùng nhóm nhạc của mình đặt chân đến đây để tổ chức concert. Và cho dù đi chơi hay công tác, anh chàng này cũng thể hiện sự yêu thích đặc biệt với Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhóm nhạc này cũng chứng tỏ độ chiều phan hết cỡ khi mặc áo dài, đội nón lá nói tiếng Việt gửi lời chào đến người hâm mộ Việt Nam. Nhiều cư dân mạng Việt phải sửng sốt không ngừng khi tai nghe mắt thấy Sehun bắn một đoạn tiếng Việt dài, đã thế còn nói chị hiểu hồng cực sỏi. Nếu là một người hâm mộ của Vinder thì hẳn nhiều người đã biết Sehun từ lâu đã rất yêu thích đất nước hình chữ S. Anh chàng từng nhiều lần bí mật đến Việt Nam du lịch. Thậm chí, những tấm ảnh Sehun xuất hiện tại Việt Nam đã từng gây sốt trên khắp các diễn đàn mạng vì quá gần gũi, thân thuộc và đặc biệt là siêu đáng yêu. Chỉ mới không lâu đây thôi, Sehun đã được bắt gặp có mặt ở đất nước hình chữ S với diện mạo được nhận xét là chuẩn thanh niên Việt Nam. Khi vừa đến đây, anh chàng đã ngay lập tức nhập gia tùy tục, mặc quần đùi, áo ba lỗ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang y tế vi vu khắp đường phố. Anh chàng còn ngồi lề đường ăn bánh mì, lái xe máy rành rọt như phượt thủ chính hiệu. Thậm chí Sehun thỉnh thoảng còn khiến dân tình quán quéo khi khoe hình ảnh đi thưởng thức món ăn Việt Nam lên trang cá nhân. Những khoảnh khắc của Sehun tại Việt Nam đã ngay lập tức được fan K-pop chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng. Trước sự giản dị, gần gũi, cực đáng yêu của Sehun, không chỉ có fan mà ngay cả non-fan cũng phải quán quéo. Trên các diễn đàn nổi tiếng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú khi Sehun học hẳn cả tiếng Việt để trò chuyện cùng fan. Chẳng biết anh chàng được dạy kèm hay tự mày mò học, nhưng đến độ biết hẳn cả câu nói chị hiểu không thì đúng là không phải dạng vừa đâu. Qua đây, nhiều non-fan còn thú nhận đã lọt hố trước Sehun vì hết sức đáng yêu. Trong khi đó, các fan nhà khác thì ghen tị không ngớt, chỉ mong muốn idol của mình một lần đến đây và bắn tiếng Việt cực sỏi như thế này. Bắc, Niu Khâu tùa tạch nói lâu gì cũng từng có cơ hội đặt chân xuống đất nước hình chữ S khi quay một chương trình. Tại đây, nam thần tượng còn có trải nghiệm đáng nhớ khi đi chợ Việt Nam. Anh chàng đến một cửa hàng mua bánh kẹo đặc sản và chọn mua một gói kẹo Cu Đơ với giá 50.000 đồng. Tuy nhiên, Bắc khá bối rối vì không biết mệnh giá tiền của Việt Nam. Lúc này, cô bán hàng đã giúp bằng cách rút tờ tiền khiến Bắc ngơ ngác vì còn chưa kịp tung chiêu mặt cả. Vì tự cảm thấy có gì đó không đúng nên Mắt đã quyết định quay lại gian hàng đó để trả hàng và xin lại 50.000 đồng. Thế nhưng vì biểu cảm đáng sợ của cô bán hàng mà anh chàng này bỏ ý định đòi tiền. Khác với Mắt, anh chàng hăng gieo, The Boy lại rất tự tin khi đi chợ ở Việt Nam. Năm 2018, các thành viên The Boy đến thành phố Hồ Chí Minh và có đi chợ Bến Thành. Trong khi các thành viên khác đều mua đồ với giá trên trời thì riêng mình nam idol này có tài trả giá khiến nhiều người phải vỗ tay tán thưởng. Nhờ trả giá về còn một nửa mà hăng gieo tậu được chiếc áo với giá chỉ 90.000 đồng. Sau đó, anh còn mua thêm được chiếc vòng tay 40.000 đồng dù giá ban đầu là tận 100.000 đồng. Giao Vang, cựu thành viên quan Đao Vong từng đến Việt Nam khi tham dự Mama 2017. Trong thời gian nghỉ ngơi, nam thần tượng đã tranh thủ chạy vội ra đường để mua trà sữa nhưng sau đó phải ngậm ngùi trắng tay ra về vì không thể qua đường. Trong clip ghi lại, ở khu vực Giao Vang qua đường đang bị tắc nghẽn giao thông. Cảnh tượng này khiến nam idol bối rối và cuối cùng phải bỏ ý định mua đồ uống yêu thích. Những thần tượng Hàn Quốc luôn được người hâm mộ Việt săn đón nhiệt tình. Chính vì lẽ đó mà một khi họ sang Việt Nam, rất nhiều khoảnh khắc sẽ được cư dân mạng bắt lại kịp thời mọi lúc mọi nơi. Kể từ đó mà fan có cả bộ sưu tập khoảnh khắc thú vị của các sao Hàn khi đặt chân đến đất nước hình chữ S. Ngược lại với các sao nam thì sao nữ đến từ xứ sở kim chi khi đến Việt Nam với vóc điệu đà chụp hình check-in sang chảnh. Nhìn chung các sao nữ xứ Hàn từ diễn viên cho đến idol khi đặt chân sang Việt Nam vẫn lên đồ rất điệu đà và theo đúng những tiêu chuẩn họ đặt ra ở xứ kim chi. Các mỹ nhân nhà ta về cơ bản chụp ảnh sống ảo khá nhiều, vậy nên họ lên đồ xinh xắn điệu đà cũng là điều dễ hiểu thôi. Có chăm chút ăn mặc như vậy thì có những tấm hình sao Hàn khoe sắc dưới khung cảnh Việt Nam để netizen mình nhìn ngắm và tự hào chứ. Năm 2016, Son Jae-jin từng đặt chân đến Đà Nẵng. Nữ diễn viên khoe dáng bên bờ cát vàng với váy von hồng tím phối màu đành đã, nữ tính. Mái dài được buộc gọn ra phía sau, gương mặt không trang điểm cầu kỳ mà vẫn cuốn hút. Naeun, ở bên thì điệu đà hơn hẳn với nét dịu dàng tiểu thư. Loạt trang phục du lịch Việt Nam của Naeun đa phần là váy vóc đậm chất đi biển với các gam màu sáng. Kiểu váy liền trắng tay bồng hay sát áo và chân váy maxi vẫn luôn là công thức phối đồ của nhiều chị em khi đi nghỉ dưỡng.